Mình đã tăng được 256 mũi rồi và bây giờ chiếc áo của mình nó có hình dạng giống như thế này nè. Tiếp theo á, vì cái này mình đang áo theo kích cỡ của size S nên là mình sẽ phải tăng thêm hai lần nữa để số mũi của mình được 272 mũi ha. Thì đến đây cái hàng này của mình là mình tăng nè. Mình đã đang tăng rồi, tiếp tục. Như mình đã nói ban đầu á, là cứ một hàng tăng thì mình sẽ đan một hàng không tăng. Mũi nào K đan K, mũi nào P đan P ha. Còn cái phần trong vặn thần này thì các bạn sẽ lặp lại từ hàng 1 đến hàng 6. Cho nó phù hợp với hàng nào thì các bạn lặp lại thôi ha. Và như mình cũng nói rồi, các bạn cứ tăng được 2 mũi M1P thì các bạn lại chuyển qua tăng 2 mũi M1R hoặc M1L. Ở đây của mình là mình tăng 2 mũi M1P nè. Chút nữa mình tăng thêm 2 lần nữa thì mình sẽ tăng thêm theo kiểu M1R và M1L ha. Hàng này mình sẽ đan. Hàng này mình sẽ đan không tăng. Mình đang gặp mũi nào mình đang mũi đấy. Như vậy các bạn sẽ tiếp tục tăng thêm 2 lần nữa cho mình nha, để thành được 272 mũi. Tại vì mình đang tùy theo cái kích cỡ của áo á, mình đang tùy theo size. Có size thì nó kêu mình tăng, có size thì nó không kêu mình tăng. Còn size S này nó nói mình phải tăng thêm 2 lần nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn đã đủ số mũi trên kim là 272 mũi ha. Sau khi đã tăng được 272 mũi rồi thì các bạn sẽ tiếp tục đan một hàng là không có tăng mũi ha, gặp mũi nào đan mũi đó, nên là hàng cuối cùng của mình sẽ kết thúc ở hàng là không tăng mũi. Tiếp theo, mình đã đan xong một hàng gặp mũi nào đan mũi đó và không tăng mũi rồi, đến đây mình sẽ tiến hành chia tay và thân ha. Thì ở đây mình sẽ có là 62 mũi. 62 mũi cho phần thân trước và thân sau. 46 mũi cho phần tay. Và 4 cái mũi vặn thần này mình tính riêng ha. Mỗi mũi vặn thần, mỗi cái vặn thần sẽ là 14 mũi. Tiếp theo mình sẽ đan 62 mũi. Mình gặp mũi nào đan mũi đó. Đang 62 mũi. Tức là các bạn sẽ đan K2 và P2 xen kẽ nhau cho đến cái đánh dấu đầu tiên này ha. Mình đã đan đến cái đánh dấu đầu tiên này rồi. Tiếp theo mình sẽ chuyển cái đánh dấu qua kim phải. Đây, mình vắt lên sau đó chuyển đánh dấu qua kim phải. Tiếp tục mình sẽ đan P2. 1 2 sau đó đan K5. 1 2 3 4 5. Đến đây mình sẽ chia cho phần tay thì mình sẽ dùng một sợi len và cây kim khâu len này. Nếu như mà các bạn có cái kim giữ mũi thì càng tốt ha, còn mình không có thì mình sẽ làm cách này để mình giữ cái mũi tay lại. Tiếp theo mình sẽ chuyển 7 cái mũi của cái phần vặn thần này. Chuyển 7 mũi vặn thần và 46 mũi của phần tay. Ra kim chờ. 46 mũi và thêm 7 mũi nữa. Thêm 7 mũi của phần vặn thần bên kia nữa. Các bạn chuyển 76, 46 mũi này, xin lỗi 46 cho các bạn, 76 ha. 46 mũi của phần tay.
các bạn cứ chuyển qua kim chờ như vậy thôi. Cái này mình giữ mũi lại để chút nữa mình đan phần tay sau. Đây, mình đã chuyển được 46 mũi này. Mình chuyển 46 mũi, tiếp theo mình sẽ chuyển thêm 7 mũi của phần vặn thừng nữa. Đây, 2 này. 4 này. 6 này, 7. Rồi, mình đã chuyển thêm 7 mũi của phần vặn thừng bên trái này nữa ha. Vậy là tổng cộng ở cái tay này mình có 46 mũi cộng với lại 14 mũi. 46 cộng với 14 là 60 mũi. Rồi. Sau đó mình sẽ cột sợi dây này lại để giữ cái phần tay ha, để giữ mũi cho phần tay. Rồi, tiếp theo mình lại đan phần thân. Tiếp theo mình sẽ đan K5. 1 2 3 4 5 sau đó P2 1 2 và mình trượt cái đánh dấu này qua kim phải. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự đối với cái phần tay bên này ha. Đây các bạn sẽ lặp lại cái phần tay bên này y chang như phần tay thứ nhất mình đã làm đây. Như vậy là mình đã chia xong phần tay và phần thân rồi. Đến đây các bạn sẽ tiếp tục đan. Thì cái phần vặn thừng này các bạn vẫn giữ công thức của phần vặn thừng để đan ha. Còn những cái phần còn lại á, thì các bạn gặp K đan K, P đan P, không có tăng mũi gì hết. Các bạn sẽ đan như vậy cho đến khi được 2.5cm tính từ cái phần mà mình chia thân và vai này nè, chia thân và tay này. Rất là tính từ đây các bạn sẽ đan được một độ dài là 2.5cm ha. Phần vặn thừng thì các bạn vẫn lặp lại từ hàng thứ nhất đến hàng thứ sáu. Còn những cái hàng phần khác thì cứ gặp mũi nào thì đan mũi đó ha. K đan K, P đan P. Sau khi mình đã đan được 2.5cm tính từ cái phần mà mình chia nách này nè. Đây, mình từ phần mình chia tay và thân. Thì đến đây mình sẽ bắt đầu đặt các đánh dấu để mình đan cho phần ngực. Ở đây mình đã đan xong một cái tay rồi nè mọi người. Thì cái tay á, hai tay đan giống hệt nhau thì do mình mang cái này đến chỗ làm mình đan á, trông nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó co giãn lắm, mình mang vô nó co giãn lắm, có cái này dễ thương ha. Mình đã đan xong một tay rồi, tiếp theo thì mình sẽ chia phần ngực. Đến phần chia cho ngực áo thì mình sẽ cần một số cái kim đánh dấu này ha. Đầu tiên, đây là cái đánh dấu màu vàng để kết thúc hàng. Đầu tiên mình sẽ đan K2, P2 cho đến khi được 18 mũi. Đây, các bạn cứ đan như vậy đến khi được 18 mũi nha. Đây, mình đã đan được 18 mũi theo kiểu K2, P2 rồi. Đến đây mình sẽ đặt một cái đánh dấu. Tiếp theo mình lại đan P2, K2 cho đến khi được 26 mũi. Tính từ cái lúc bắt đầu này, đây là 2 mũi này. Tiếp tục 3, 4, 5, 6. Các bạn cứ đan như vậy cho đến khi đủ 26 mũi ha. Ở đây mình đã đan được 6 mũi rồi nè. Mình đã đan thêm được 26 mũi rồi. Tiếp theo mình lại đặt một cái đánh dấu vào đây. Sau đó mình sẽ đan K thì đan K, P thì đan P đến cái đánh dấu này. Sau đó mình sẽ đan phần vặn thừng. Đó, các bạn cứ đan như vậy thôi. Thì do ở đây cái áo này nó có nhiều vặn thừng quá nên mình mua cái kim đan vặn thừng này mọi người. Nó có 3 size khác nhau.
Mình đã đang đến phần vận thần rồi, nhưng mà hàng vận thần này mình đang ở hàng thứ 5, tiếp tục mình đang hàng thứ 6 của phần vận thần. Hàng thứ 6 của phần vận thần là mình sẽ đan 2 mũi P. Sau đó 10 mũi K. 2 3 4 5 6 7. Chín, mười, tiếp tục lại 2 mũi K, sau đó chuyển đánh dấu. Tiếp theo mình sẽ lại đan 18 mũi, mình đang K2P2, đến khi được 18 mũi lại đặt một cái đánh dấu, sau đó lại đan 26 mũi lại đặt một cái đánh dấu. Các bạn sẽ lặp lại y chang như là thân trước ha. Đây, mình đã đan đến đánh dấu kết thúc hàng rồi và mình cũng đã đặt được 2 cái đánh dấu y chang như thân trước ha. Thì áo này thân trước thân sau thì cũng giống nhau hết, nên các bạn thích bận bên nào cũng được. Rồi tiếp theo mình sẽ đan 18 mũi. Đây, mình đan K2P2 đến cái đánh dấu đầu tiên. Ở đây mình sẽ tiến hành giảm mũi ha. Các bạn cứ đan như vậy đến cái đánh dấu đầu tiên. Mình đã đan đến cái đánh dấu đầu tiên rồi, các bạn sẽ chuyển đánh dấu qua kim phải. Sau đó đan một mũi P2TOG, tức là mình sẽ chập 2 mũi lại một như thế này. Đó, mình đan là một mũi P2TOG. Vậy là mình đã giảm được một mũi. Tiếp theo các bạn sẽ đan K2P2 cho đến khi còn 2 mũi trước cái đánh dấu thứ hai. Các bạn cứ đan như vậy đến khi còn 2 mũi trước đánh dấu thứ hai thì dừng lại ha. Đây, vậy là mình đã đan đến khi còn 2 mũi trước cái đánh dấu thứ hai này, trước cái đánh dấu thứ hai của phần ngực nha, tại vì ở đây nó có quá nhiều cái đánh dấu đi, tại vì có cả đánh dấu cho phần vặn thần nữa, nên là mình gọi cái đánh dấu thứ hai của phần ngực ha. Tiếp theo mình sẽ đan một mũi SSP. Đầu tiên mình sẽ trượt một mũi qua kim phải, sau đó trượt một mũi đâm từ trên xuống nha các bạn. Trượt một mũi thứ hai qua kim phải, sau đó các bạn sẽ trả 2 mũi này về kim trái. Tiếp theo các bạn sẽ đâm từ dưới lên như thế này. Đây, mình vác len lên, mình đan một mũi SSP, đâm từ dưới lên như thế này. Đó. Sau đó đan thành một mũi P. Như vậy là mình đã giảm được một mũi rồi. Tiếp theo đến đây các bạn sẽ đan K2P2 cho đến cái phần vặn thần. Đó, các bạn cứ đan như vậy đến phần vặn thần, thì hàng vặn thần, cái vặn thần của các bạn á, các bạn cứ lặp lại từ hàng 1 đến hàng 6 thôi. Nó ở hàng nào thì các bạn đan ở hàng đấy thôi. Thực ra cái vặn thần mình thấy chỉ có 2 hàng là vặn thần thôi, còn lại 3 hàng. Còn lại 4 hàng kia là mình chỉ có đan K2, K10 thôi, mình không có vặn thần. Cái vặn thần gọi là 6 hàng nhưng mà thực chất là nó chỉ có vặn 2 hàng, còn 4 hàng là đan K và P thôi. Đây, cái vặn thần của mình là ở đây mình vặn thần được rồi nè. Mình đếm nè. 1, 2, 3 là 3 hàng mình đang không có vặn thần á, thì đến đây mình sẽ vặn thần. Các bạn đếm số hàng nè. 1, 2, 3. Tại vì nhiều khi mình không để ý, mình quên, mình không vặn thần á, thì cái mũi vặn thần của mình nó sẽ không được đều, không được đẹp. Đến đây mình sẽ vặn thần nè. Đến đây mình sẽ đan hàng thứ hai đó. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai.
Mình sẽ dùng cái cây kim đan vạn thần này để mình hướng dẫn các bạn đan ha. Có cái này thì nó tiện hơn nhiều luôn á. Đầu tiên mình sẽ đan một mũi C4B. Đó, mình chụp hai cái mũi này qua cái kim đan vạn thần này nè. Để ở phía sau. Sau đó đan K2 1. Đây, tại mẫu này nhiều vạn thần quá mình đầu tư cái này cũng rẻ. Tiếp theo mình lại sẽ đan luôn trên cái cây kim vạn thần này. Mình đan K2. Các bạn thấy có cái cây này nó tiện hơn nè. Đỡ mất thời gian cho mình. Tiếp theo lại C4F. K2. Đó. Sau đó mình lại đan hai mũi K ở cái kim đan này, C4F. Đó. Có cái này tiện lợi quá ha, nhanh. Tiếp theo đan K1. Cái này là đan giống như hàng thứ hai đó. Hàng thứ hai của phần vạn thần. Đến đây thì các bạn sẽ thân sau á, các bạn sẽ lặp lại y chang như thân trước ha. Đầu tiên đan đến 18 mũi, sau đó trượt đánh dấu đan một mũi K2TOG. Sau đó đan đến khi còn 2 mũi thì sẽ đan một mũi, ý xin lỗi. Cái này là đan một mũi P2TOG chứ. Sau đó đến đây thì đan một mũi SSP. Nói chung là lặp lại y chang như là thân trước vậy đó ha. Mình đã lặp lại cái giảm mũi của thân sau giống y chang thân trước rồi. Thì đến đây mình đã giảm được 4 mũi rồi ha. Tiếp tục mình sẽ đan chính hàng, là gặp mũi nào mình đan mũi đó. Còn phần vạn thần các bạn vẫn giữ nguyên là đan từ hàng thứ nhất đến hàng thứ sáu. Còn những cái phần khác á, thì mình gặp mũi nào mình đan mũi đó. Các bạn sẽ đan thêm 9 hàng nữa cho mình ha. Các bạn cứ đan như vậy thêm 9 hàng. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn đã đan thêm được 9 hàng rồi. Mình đã đan xong hàng thứ 9 rồi. Đến đây mình sẽ tiếp tục lại giảm mũi nữa. Thì cách giảm mũi cũng tương tự như là lúc mình giảm từ ở hàng đầu tiên. Mình cũng sẽ đan K2 và P2 cho đến cái đánh dấu đầu tiên. Mình sẽ đan được 18 mũi. Mục đích mình giảm mũi là để tạo ra cái phần ngực và cái phần eo cho chiếc áo này. Cái phần vặn thần thì mình không tính ha. Cái phần vặn thần các bạn cứ đan theo công thức có sẵn là từ hàng thứ nhất đến hàng thứ sáu. Đây, mình đã đan đến cái đánh dấu đầu tiên rồi. Đến đây mình sẽ chuyển cái đánh dấu. Sau đó, đến đây mình chuyển cái đánh dấu, sau đó mình sẽ đan một mũi K2TOG. Đây, mình sẽ chập hai mũi này lại thành một nè. Đó, vậy là mình đã giảm được một mũi rồi. Tiếp tục, mình sẽ đan mũi nào K thì đan K, mũi nào P thì đan P. Cho đến khi còn hai mũi trước đánh dấu. Mỗi khi mà các bạn giảm đan xong một hàng giảm mũi thì các bạn sẽ đan 9 hàng không giảm mũi ha. 9 hàng đó là mình gặp mũi nào mình đan mũi đó. Phần vặn thần thì mình vẫn giữ công thức riêng của phần vặn thần. Đây, vậy là mình đã đan được còn 2 mũi trước đánh dấu. Đến đây mình sẽ đan một mũi SSK. Mình trượt một mũi qua kim phải, trượt thêm một mũi nữa qua kim phải. Sau đó mình đan như thế này. Mình chập hai mũi làm một. Như vậy là mình đã đan được một mũi SSK.
Tiếp theo các bạn sẽ chuyển đánh dấu. Trên đây cũng là mũi ca này. Các bạn sẽ chuyển đánh dấu, sau đó các bạn đan phần bạn thần và phần thân sau các bạn sẽ lặp, các bạn sẽ giảm 2 mũi và lặp lại cách giảm y chang như là thân trước này ha. Sau khi mà giảm xong cái hàng này rồi á, các bạn sẽ giảm được 4 mũi. Và các bạn sẽ lại tiếp tục đan chín hàng. Đây. Các bạn như vậy là mình đã, khi mà các bạn đan xong hàng giảm này là các bạn đã đan xong 2 hàng giảm. Các bạn sẽ lặp lại thêm 2 hàng giảm nữa cho đến khi các bạn giảm còn 136 mũi thì các bạn dừng lại ha. Các bạn, vậy là tổng cộng của cái phần này các bạn sẽ giảm 4 lần. Ở đây là mình đã làm được lần thứ nhất rồi và đây là lần thứ hai nè. Mỗi lần các bạn giảm thì các bạn sẽ đan chín hàng. Gặp mũi nào đan mũi đó cho chín hàng. Mình lại đan xong chín hàng rồi, đến đây mình lại tiếp tục giảm lần thứ ba. Như mình đã nói, mỗi lần mình giảm xong mình sẽ đan chín hàng không giảm. Thì lần thứ ba, giảm lần thứ ba này mình cũng làm tương tự như lần thứ hai. Mình cũng đan đến đánh dấu thứ nhất, đến đánh dấu đầu tiên. Đây, mình đan đến cái đánh dấu đầu tiên này, mình chuyển đánh dấu qua kim phải. Sau đó mình đan một mũi K2TOG. Tiếp theo mình gặp mũi nào mình đan mũi đó. Sau đó mình sẽ đan đến khi còn 2 mũi trước đánh dấu. Thì mình sẽ đan một mũi SSK. Lần thứ hai giảm y chang như là lần, xin lỗi, lần thứ ba mình sẽ giảm mũi y chang như lần thứ hai. Lần thứ tư thì sẽ hơi khác một chút. Đây, đến đây mình sẽ đan một mũi SSK. Đó. Thân sau mình sẽ giảm mũi y chang như là thân trước ha. Sau khi đan xong hàng giảm mũi này, các bạn sẽ đan chín hàng không giảm. Và mình sẽ giảm thêm lần thứ tư. Lần thứ tư sẽ là lần giảm cuối cùng của mình. Mình đã đan xong 9 hàng rồi và đây sẽ là hàng giảm thứ lần thứ tư của mình. Tương tự mình sẽ đan đến đánh dấu đầu tiên. Mình đang gặp mũi nào mình đan mũi đó, tức là K thì đan K, P thì đan P. Đến cái đánh dấu đầu tiên. Mình đã đan đến cái đánh dấu đầu tiên rồi, tiếp theo các bạn sẽ chuyển đánh dấu qua kim phải. Mình trước tiên mình sẽ vắt len qua lên bên trên ha. Mình chuyển đánh dấu qua kim phải, sau đó mình sẽ đan một mũi P2TOG. Tiếp tục đan một mũi P. Sau đó các bạn sẽ đan K2 và P2 xen kẽ nhau cho đến cái đánh dấu thứ hai, còn 2 mũi trước đánh dấu thứ hai. Mình gặp mũi K thì đan K, P thì đan P ha. Đây, mình còn 2 mũi trước cái đánh dấu. Tiếp theo mình sẽ đan một mũi SSP. Đầu tiên mình trượt một mũi
Trượt một mũi qua kim phải, tiếp theo trượt một mũi thứ hai qua kim phải. Trả hai mũi này về kim trái. Sau đó đâm kim xuống dưới. Đây. Đây một mũi SSP. Tiếp tục mình sẽ đan K2 và P2. Sau đó mình sẽ đan phần vặn thần và mình sẽ làm tương tự như vậy cho phần thân sau ha. Các bạn sẽ giảm mũi y chang như vậy cho phần thân sau. Sau khi giảm xong 4 mũi lần thứ tư thì các bạn sẽ đan chính hàng, gặp mũi nào đan mũi đó và phần vặn thần vẫn giữ công thức cũ. Lần thứ tư này cũng là lần giảm cuối cùng rồi ha. Sau khi đã giảm mũi lần thứ tư và đan thêm chính hàng không giảm mũi thì tiếp tục mình sẽ tiến hành tăng mũi. Thì hồi như ở phần ngực này mình đã giảm đi tổng cộng là 4 lần. Thì xuống dưới phần eo á, xuống dưới phần hông á, mình sẽ tăng lên tổng cộng là 4 lần. Thì cách tăng mũi á, mình sẽ tăng giống như là ở phần vai này. Mình sẽ tăng theo kiểu M1P hoặc là M1R và M1L. Đầu tiên mình cũng đang K2, gặp mũi nào đang mũi đó đến khi đánh dấu đầu tiên ha. K2, P2 đến khi đánh dấu đầu tiên. Cách tăng mũi giống như là phần cổ các bạn. Đây, mình đã đang đến đánh dấu đầu tiên rồi. Chuyển đánh dấu qua kim phải. Tiếp tục mình sẽ đan một mũi M1R. Mình dùng kim trái đâm từ dưới lên như thế này. Sau đó đưa kim phải đâm từ trên xuống để đan thành một mũi K. Vậy là mình đã tăng được một mũi theo kiểu M1R. Tiếp tục mình sẽ đan K2, P2 đến cái đánh dấu tiếp theo. Mình cứ đan như vậy đến cái đánh dấu tiếp theo thì mình sẽ tăng một mũi theo kiểu M1L. Các bạn làm giống như phần cổ thôi. Rồi, tiếp tục ở đây mình sẽ tăng một mũi theo kiểu M1L. Mình đưa kim, mình dùng cái đầu kim trái này nè, mình đâm từ trên xuống. Sau đó đưa kim phải đâm xuống dưới. Mình phải vắt lên xuống ha. Đưa kim phải đâm xuống dưới như thế này để đan một mũi K. Rồi, như vậy mình đã tăng được một mũi M1L. Tiếp tục các bạn chuyển đánh dấu và đang đến phần vặn thần. Vặn thần vẫn giữ công thức từ hàng 1, hàng thứ nhất đến hàng thứ 6. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho phần thân sau. Sau khi tăng mũi xong hàng này, các bạn sẽ đan 11 hàng không tăng. Ở phần trên này là mình đan mỗi lần giảm một mũi mình sẽ đan 9 hàng không giảm. Thì ở dưới cái phần này các bạn mỗi lần các bạn tăng được một hàng thì các bạn sẽ đan 11 hàng không tăng. Các bạn sẽ làm như vậy tổng cộng là 4 lần ha. Ở đây mình đã làm lần thứ nhất rồi, các bạn sẽ làm thêm 3 lần nữa. Sau khi mình thì ở đây mình sẽ tăng 2 mũi M1R. Sau khi tăng xong 2 mũi M1R thì các bạn sẽ tăng 2 mũi M1P. Cách tăng y chang như là cái phần cổ này nè. Để nó vẫn thành là mình đang rip 22 ha. Mình đã tăng được 4 lần và đang được độ dài theo ý muốn rồi. Đến đây mình sẽ chiết kết thúc luôn ha. Thì khi mà các bạn chiết kết thúc á, thì cái phần vặn thần này các bạn sẽ đan hết hàng thứ 5 ha. Các bạn sẽ đan xong hàng thứ 5 của phần vặn thần thì các bạn chiết kết thúc nó mới đẹp nha.
Cái chiều dài của chiếc áo này các bạn cũng có thể điều chỉnh theo ý thích của mình. Tại vì mình ở chỗ mình hơi bị nó lạnh á, nó lạnh nhiều nên là mình đan nó dài. Các bạn nếu như mà thích cái áo nó ngắn hơn thì có thể điều chỉnh cái số dòng này nè. Ví dụ như là cái phần ngực á, các bạn có thể điều chỉnh số dòng để cho nó ít hơn. Ví dụ như 5 5 dòng thì các bạn sẽ chiết một mũi. À, các bạn sẽ chiết một dòng. Rồi cái phần ở dưới phần phần nẹp á thì không, thay vì mình 11 dòng thì mình tăng một mũi, tăng một hàng đúng không? Thì các bạn có thể điều chỉnh cái số hàng đó để cho cái độ dài nó phù hợp với lại cái sở thích của các bạn ha. Các bạn thích bận dài hay là bận ngắn á thì điều chỉnh cái số hàng khi mà mình chiết phần ngực và phần thân ha. À, và phần nẹp thì chiết kết thúc mình sẽ chiết theo kiểu rip. Tức là mình cũng gặp mũi nào mình đan mũi đó rồi mình chiết kết thúc đồng thời luôn. Ở đây đầu tiên bắt đầu bằng hai mũi K nè. Mình đã bỏ cái đánh dấu hàng rồi, cái đánh dấu hàng các bạn luôn luôn giữ theo ha để biết là khi nào mình kết thúc một hàng. Đây, bắt đầu là hai mũi K, mình sẽ đan hai mũi K, sau đó mình trượt mũi thứ nhất qua mũi thứ hai. Tiếp tục. Ở đây là mũi P thì mình vắt len lên, mình đan mũi P. Sau đó mình cũng trượt cái mũi thứ nhất qua mũi thứ hai. Cái mũi nào P thì mình đan P và mình chiết kết thúc đồng thời luôn. Đó, mình đã chiết xong hai mũi P, tiếp theo mình lại chiết hai mũi K. Các bạn cứ làm tương tự như vậy đến cuối hàng ha. Ngay cả cái phần vặn thần cũng vậy. Phần vặn thần thì các bạn gặp mũi nào các bạn đan mũi đó rồi các bạn chiết kết thúc. Các bạn chiết như vậy đến cuối hàng, sau đó giấu len ha. Đây mình chiết được một đoạn này rồi này. Ở đây phần vặn thần ở chỗ này có 10 mũi K thì các bạn cũng đan 10 mũi K để chiết theo kiểu K luôn ha. Nói chung là cứ mũi nào K thì các bạn đan K, sau đó chiết đồng thời. Và mũi nào P thì đan P, sau đó chiết đồng thời luôn. Đó, 10 mũi K này mình đan K hết xong mình chiết luôn nè. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn đan phần tay ha. Thì để đan phần tay các bạn sẽ chuẩn bị một bộ kim hai đầu. Cái này cùng kích cỡ số 5 luôn ha. Tiếp theo mình sẽ chia cái phần tay này ra làm 3 phần. Mình sẽ để vào 3 cái kim đan này. Đây, các bạn cứ luồn vào những cái có sẵn như vậy nè. Cái đánh dấu này các bạn giữ nguyên để các bạn đan phần vặn thần ha, tránh bị sai. Thì ở đây là 60 mũi, mình sẽ chia mỗi kim 20 mũi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đây, mình chia làm 3 thì mỗi kim mình sẽ để 20 mũi. Các bạn lần lượt chia như vậy nha. Mình đã chia xong 3 kim rồi thì số mũi các bạn chia không cần chính xác tuyệt đối là 20 mũi đâu. Các bạn chia khoảng cách đều tương đối là được rồi. Mà các bạn chia chính xác thì càng tốt, mà không chính xác cũng không sao. Mình rút cái sợi dây giữ mũi này ra. Đến đây mình sẽ dùng một sợi len, các bạn chừa một đoạn dài một chút để các bạn giấu mối ha. Sau đó các bạn sẽ gậy lên hai mũi ở dưới phần nách này, dùng kim móc hoặc là kim đan để gậy lên đều được ha. Đó, các bạn sẽ gậy lên hai mũi, một mũi này, đây mình sẽ gậy lên ở đây thêm một mũi nữa.
gậy mũi ở đây. Các bạn canh cái chỗ mình gậy mũi để nó đẹp ha. Đây mình gậy ở đây. Chừa một đoạn dây vừa phải để mình giấu mối. Một mũi. Và đây thêm một mũi nữa là mũi thứ hai. Vậy là mình đã gậy lên được hai mũi ở phần nách này. Tiếp theo các bạn sẽ trượt 7 mũi. Đây, các bạn sẽ trượt 7 mũi ở cái phần này. 2, 3, 4, 5. Xin lỗi các bạn, trước khi trượt mũi các bạn phải vắt cái sợi dây ra phía sau nha. Đây này, cái sợi dây này nè. Các bạn phải để ở phía sau này ha. Sau đó các bạn mới trượt mũi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, mình đã trượt được 7 mũi rồi. Ở đây là có cái đánh dấu này, các bạn đừng để đánh mất cái dấu này nha. Cái này đã đánh dấu giữa mũi này. Sau đó các bạn sẽ dùng một cây kim. Đây, cây kim thứ tư này. Các bạn sẽ đan K2P2. Cái sợi len này ở phía sau này này, mình cũng bỏ qua 7 mũi này ha, mình vẫn quắt len để mình đan bình thường. Mình sẽ đan K2P2 đến cái đánh dấu thứ hai. K2P2. Đến đây thì các bạn có thể chia lại các số mũi ở trên kim để cho nó đều lại ha. Tại vì như cái kim này là số mũi nhiều quá. Cái kim này nè, số mũi nhiều quá. Còn cái kim này số mũi ít quá. Thì bây giờ các bạn có thể điều chỉnh á, để số mũi nó phù hợp lại. Tiếp tục mình lại chuyển sang cái kim thứ hai mình đang. Mỗi khi đan sang cái kim thứ hai hay là thứ ba thì các bạn, cái mũi đầu tiên các bạn nên đan chặt tay, các bạn kéo lên chặt tay ha. Đan kim hai đầu này nó hơi khó một chút, nhưng mà bù lại á, khi mà đan xong thì các bạn sẽ không phải may, các bạn sẽ không phải khâu ráp nó lại á. Như cái áo, mẫu áo này là các bạn sẽ không phải khâu ráp bất kỳ một cái gì hết, đan xong là xong thôi. Các bạn sẽ đan K2P2 đến cái đánh dấu thứ hai thì dừng lại ha. Mình đã đan đến cái đánh dấu thứ hai này rồi, thì cái đánh dấu thứ hai này là để bắt đầu mình đan cái vặn thần này nè. Nếu như mà các bạn có thể ghi nhớ cái phần vặn thần thì các bạn có thể bỏ đánh dấu đi được, còn không thì cứ giữ đánh dấu ha.
Tiếp theo mình sẽ đan P2. 1 2. Sau đó mình sẽ đan K4. 1 2 3 4. Tiếp theo mình sẽ đan SSK. Mũi SSK thì mình sẽ trượt mũi thứ nhất qua kim, sau đó trượt mũi thứ hai qua kim. Tiếp theo đan chập lại thành một mũi K. Vậy là mình vừa đan được một mũi SSK. Sau đó đan một mũi K2 TOG. Ở đây hơi khó đan một chút ha. Đây, mình sẽ đan một mũi K2 TOG là chập hai mũi lại làm một. Tiếp tục K4. 1 2 3 4, sau đó P2. Như vậy là mình đã đan xong cái sợi dây này, các bạn có thể rút chặt lại. Đến đây thì phần vặn thừng vẫn gồm bao gồm 14 mũi và mình sẽ tiến hành đan phần vặn thừng như công thức cũ từ hàng thứ nhất đến hàng thứ sáu. Còn những cái phần khác mình sẽ đan K2 P2. Ở đây có một cái đánh dấu nè. Mình có thể thay bằng cái đánh dấu màu vàng này để nhận biết là bắt đầu của hàng mới đó, hoặc là kết thúc hàng. Nếu như các bạn đã quen với phần vặn thừng rồi thì không cần đặt cái đánh dấu này cũng được. Tiếp theo đến đây các bạn sẽ đan K2 P2 và đan phần vặn thừng như công thức cũ cho đến khi được 2.5 cm, tính từ cái phần mà mình bắt đầu chia phần nách và phần chia phần thân và phần tay này nè. Tính từ lúc cái bắt đầu này nè, từ phần nách này được 2.5 cm thì các bạn dừng lại ha. Ở đây mình đã đan xong một bên rồi. Đây, phần nách của nó sẽ như thế này. Đây, sau khi đã đan một đoạn tính từ phần nách này nên đến phần kết thúc được 2.5 cm thì mình sẽ tiến hành giảm mũi ha. Thì ở đây mình có đặt, các bạn nếu như các bạn không nhớ được là bắt đầu phần đan vặn thừng thì các bạn cứ đặt hai cái đánh dấu ở hai đây ha. Còn mình đan nhiều cái vặn thừng quá mình nhớ rồi nên là mình biết ở đây là bắt đầu, ở đây là bắt đầu đặt một cái đánh dấu này, đến đây là bắt đầu đặt một cái đánh dấu cho 14 mũi của phần vặn thừng á. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành giảm mũi ha. Đầu tiên mình sẽ đan K2. Một. Hai. Sau đó mình sẽ đan một mũi P2 TOG. Để mình tiến hành giảm mũi. Ở phần tay này cách giảm mũi y chang như ở phần ngực nha. Tiếp theo mình sẽ đan K2 P2 cho đến khi còn 4 mũi trước cái đánh dấu thứ hai. Các bạn cứ tiến hành đan như vậy đến khi còn 4 mũi trước cái đánh dấu á thì dừng lại ha. Mình đã đan còn 4 mũi trước cái đánh dấu thứ hai nè. Thì ở đây là cái đánh dấu thứ hai để bắt đầu phần vặn thừng đó, do mình bỏ đi rồi. Các bạn không nhớ thì cứ giữ lại cái đánh dấu đó ha. Đây, mình còn 4 mũi trước cái đánh dấu thứ hai. Tiếp theo mình sẽ đan như sau. Mình cũng sẽ đan một mũi P2 TOG. Sau
Sau đó mình đan K2 và tiến hành đan phần vặn thần. Phần vặn thần các bạn đang ở hàng nào thì các bạn đan hàng đó ha. Thì cái phần tay này các bạn sẽ áp dụng cái phần cái cách giảm mũi y như là ở phần ngực. Cứ mỗi khi giảm xong cái hàng, đan xong hàng giảm này các bạn sẽ đan 23 hàng. Sau đó các bạn sẽ giảm thêm một lần nữa, các bạn sẽ giảm tổng cộng là 4 lần. Cho đến khi còn 52 mũi ở trên kim thì các bạn sẽ không giảm nữa ha. Sau khi còn 52 mũi ở trên kim thì các bạn sẽ tiến hành đan cái phần vặn thần vẫn công thức cũ, sau đó các bạn sẽ đan K2P2 cho đến khi các bạn có được độ dài là 45.5 cm thì các bạn sẽ dừng lại ha, tính từ phần nách áo này. Còn được 45.5 cm thì dừng lại, hoặc là các bạn có thể đan theo cái độ dài mà các bạn mong muốn. Như vậy là mình sẽ đã hướng dẫn xong phần tay ha. Các bạn lưu ý là khi mà giảm còn 52 mũi thì các bạn mới dừng lại nha. Tức là các bạn sẽ tiến hành giảm tổng cộng là 4 lần đó. Giảm 4 lần, mỗi lần giảm 2 mũi là các bạn sẽ giảm tổng cộng 4 lần là được 8 mũi. 8 mũi như vậy là sẽ còn 52 mũi thì các bạn mới tiến hành đan bình thường cho đến khi đạt được độ dài mong muốn. Và các bạn lưu ý thêm một cái nữa là cứ mỗi 23 hàng, cứ mỗi 23 dòng các bạn mới giảm một lần nha. Tức là giảm xong một hàng thì sẽ đan 23 hàng, sau đó lại đan một hàng giảm nữa. Mình chúc các bạn đan thành công với mẫu này ha. Mẫu này vẫn khá là dễ thương và cũng ấm áp và tôn dáng nữa, có phần vặn thần nữa.